Mới đây, nhà dân chủ Phạm Chí Dũng có bài viết tựa đề "Phong trào bất tuân dân sự không cần luật biểu tình" đăng tải trên một số trang mạng lề trái. Bài viết này của Phạm Chí Dũng lấy câu chuyện chính là việc tập trung phản đối ban quản lý chợ của bà con tiểu thương chợ An Đông, quận 5, thành phố Hồ Chí Minh ngày 19 tháng 9 năm 2017 vừa qua. Trên cơ sở đó, Phạm Chí Dũng cũng cho rằng việc tập trung của bà con ở chợ An Đông mới đây là một minh chứng điển hình cho phong trào bất tuân dân sự tại Việt Nam hiện nay, và điều này chứng tỏ Việt Nam không cần luật biểu tình. Trước khi bình luận về bài viết này của Phạm Chí Dũng, cần nhắc lại câu chuyện của bà con chợ An Đông. Đó là vào ngày 19 tháng 9, khoảng 2.000 bà con tiểu thương chợ An Đông đã tập trung mặc áo đỏ, mang một số băng rôn để phản đối ban quản lý chợ An Đông đã thu tiền của bà con tiểu thương cách đây 4 năm để nói rằng sửa chữa chợ nhưng vẫn chưa sửa chữa và còn bắt bà con đóng tiền thuê sạp. Phạm Chí Dũng hết lời ca ngợi cho cuộc tập trung phản đối của bà con tiểu thương và theo Dũng là biểu tình, và cho rằng với những cuộc bất tuân dân sự thành công như thế này sẽ chẳng cần luật biểu tình nữa. Thật ra ở đây Phạm Chí Dũng đã cố tình đánh đồng giữa cái gọi là biểu tình với kiến nghị tập thể. Phạm Chí Dũng đánh đồng giữa việc phản đối của bà con chợ An Đông với những cuộc biểu tình do giới dân chủ tổ chức trong những năm qua và tự hào, tự mãn rằng đây là một bước tiến của phong trào. Mặt khác, Dũng cũng cho rằng cuộc biểu tình này không có sự can thiệp của công an, chứng tỏ công an đã bất lực trước phong trào của dân sự. Không những vậy, cuộc xuống đường này thành công là do bà con học được kinh nghiệm từ Đồng Tâm, Mỹ Đức, Hà Nội. Ở đây, ta cần thấy rằng việc tập trung đông người nêu kiến nghị tập thể của bà con chợ An Đông nó khác hoàn toàn với các cuộc biểu tình do giới dân chủ mà nói trắng ra là do các phần tử chống đối chính quyền tổ chức. Nó không mang màu sắc chính trị, không phục vụ âm mưu chính trị lật đổ chính quyền, mà chỉ đơn thuần là nêu kiến nghị về các vấn đề cơm áo gạo tiền của cuộc sống. Do đó cũng Dũng đánh đồng giữa hai vấn đề này là không đúng. Cũng vì đây không là yếu tố chính trị, vi phạm pháp luật, cho nên dễ hiểu vì sao công an cũng không ngăn cản. Nó khác hoàn toàn với việc công an phải vất vả vận động người dân tìm cách giải tán những cuộc biểu tình bất hợp pháp mà giới dân chủ tổ chức. Tất nhiên, nói như thế không đồng nghĩa với việc không cần luật biểu tình như Dũng nói. Biểu tình là quyền của công dân đã được hiến pháp ghi nhận, nay cần thể chế hóa thành luật để phục vụ và quản lý. Và dĩ nhiên, đó là công tác quản lý nhà nước. Để cho những cuộc xuống đường có diễn ra cũng phải trong trật tự, không xảy ra vi phạm pháp luật. Có lẽ Phạm Chí Dũng sợ với luật biểu tình thì có lẽ trong việc lợi dụng những cuộc xuống đường của bà con nên nhân sự việc trên nói thế chăng?